Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Và hôm nay Cường xin chào mừng các bạn đến với New Line cùng với lại Ford Ranger Wildtrak phiên bản Full Option 2021. Và chiếc xe này là VIN 2021 luôn các bạn. VIN 2021 tức là xe sản xuất năm 2021. Chiếc xe này cũng quen thuộc với các bạn trong khoảng 6 tháng gần đây với cái model kiểu như thế này rồi. Nhưng mà các bạn cũng đã biết là trong một cái thời gian ngắn khoảng tầm 3 tháng do ảnh hưởng bởi dịch Covid, cho nên Ford Ranger Wildtrak phiên bản full này nó bị vắng bóng một thời gian. Trong cái thời gian đó thay thế bằng phiên bản limited. Wildtrak limited là cái phiên bản gọi là nó bị thiếu option. Nó thiếu rất là nhiều option và giá nó rẻ hơn 20 triệu, thì khán giả, người khách hàng, người tiêu dùng lại không mong chờ với cái phiên bản đó lắm. Thì đây mới là cái phiên bản mà khách hàng rất rất mong chờ trong năm 2021. Thì cụ thể nó như thế nào? Với cái mức giá 925 triệu, các bạn nghĩ sao về chiếc xe bán tải Ford Ranger Wildtrak 2 cầu Full Option trong năm 2021? Với cái mức tiền này các bạn có sở hữu em nói hay không? Cùng mời các bạn hôm nay cùng tìm hiểu với Cường qua video ngày hôm nay. Vẫn như thường lệ là phần đầu xe, các bạn thấy cái view hôm nay bên showroom của Cường set up cho chiếc bán tải này có đẹp hay không? Nó đầu tiên phải nói đến cái kiểu như là cái ngôn ngữ thiết kế mới của cái thằng Wildtrak này. Nó không còn như là hồi trước mà bây giờ nó được thay thế bằng một cái câu gọi là slogan mới, đó là New Line. Tức là chiếc xe này không những là giúp bạn chinh phục những cái cung đường khó khăn mà nó là kiểu như là một phần của cuộc sống của các bạn, bởi vì nó rất là đa dụng trên chiếc bán tải này. Thì đầu tiên Cường giới thiệu các bạn về phần đầu xe trước. Đầu xe với cái thiết kế mới, hồi trước ở đây là cái mặt kiểu như những cái thanh ngang kéo dài qua bên kia thì nó có phần nó hơi gọi là đầm tính, nó hơi trung tính, thì bây giờ thể thao hơn rất là nhiều với một cái mặt ca lăng mới, hình dạng mới, và đây là bằng nhựa nha, chất liệu hoàn toàn bằng nhựa. Ở đây có thêm những cái điểm nhấn màu kem ở đây. Các bạn thấy sao về cái mặt ca lăng mới này? Hãy comment cho Cường cùng biết. Còn về cụm đèn này, cụm đèn này là cụm đèn full LED, đèn LED định vị ban ngày, pha cốt đều LED, có khả năng điều chỉnh góc chiếu và tự động pha cốt nha các bạn. Tự động bật tắt đã đành rồi mà nó còn tự động cả pha cốt luôn. Tức là gặp xe đi ngược chiều nó sẽ tự động cốt hoặc là pha để giảm cái sự chói cho những cái xe đi ngược chiều. LED định vị ban ngày full LED, cụm đèn này rất là đẹp ha. Ở dưới này, đèn sương mù của chiếc xe này là LED luôn. Nó còn xịn sò hơn cả LED tuy nó là đèn halogen, nhưng mà Cường cảm thấy là với trong những tình trạng mà đường sương mù đó, thì cái đèn mà nó có cái ánh sáng vàng trên halogen nó lại kiểu như nó hấp dẫn hơn, nó cho Cường cái tầm quan sát cũng như là nhận biết tốt hơn trên những cái kiểu LED như thế này. Nhưng mà LED kiểu như thế này thì nhìn nó đẹp hơn các bạn. Ở dưới này chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 cảm biến phục vụ cho việc là đổ xe và là tính năng hỗ trợ đổ xe chủ động trên Wildtrak 2 cầu phiên bản full này. Ở dưới này đã xuất hiện trở lại cái phần cảm ứng để đảm nhiệm cái nhiệm vụ là Adaptive Cruise Control, tức là giữ khoảng cách với xe phía trước. Xe trước chạy nhanh, nó chạy nhanh, xe trước chạy chậm, nó chạy chậm. Rất hay các bạn. Đó là về phần đầu xe. Ở phần bên hông chiếc Wildtrak này thì nước sơn của chiếc này là màu trắng, thì nhìn nó rất là mượt các bạn, rất là mướt. Kiểu như nó pha lẫn giữa cái phong cách thể thao mạnh mẽ của một chiếc bán tải pha với lại cái sự tinh tế, nhẹ nhàng, đầm thắm của màu trắng. Nó rất là kiểu như nó rất là lạ đúng không? Thì thường ai mua bán tải thì họ sẽ thường mua những cái màu đen hoặc là màu cam hoặc là cái màu ghi xám là nhiều, còn màu trắng này thì ít người. Nhưng mà cái màu trắng này thực sự nó rất là đẹp. Nếu các bạn biết giữ xe thì nhìn cái màu trắng này nó kiểu như nó rất là lãng tử các bạn. Trên Wildtrak 2 cầu phiên bản full 2021 thì mâm của chúng ta, cái hình dạng mâm thì vẫn giữ nguyên là kiểu như 2020, nhưng mà về màu sơn được sơn đen nguyên con, nó không phải là phối giữa hai tông màu xám và bạc giống như 2020, mà bây giờ nó là full màu đen luôn các bạn. Những cái chi tiết được sơn đen khác như là ốp gương chiếu hậu nè, mang cá nè, dòng chữ Biturbo đặc trưng của dòng cao cấp nhất 2 cầu Biturbo. Ở phần cái bệ bước ở dưới này, hồi trước nó là có một cái tấm kiểu như kim loại nó ốp ở dưới này, nó màu là màu inox, còn bây giờ màu đen toàn bộ. Và cái bệ bước này về cái độ chắc chắn ấy, Cường thấy nó vẫn chắc như là phiên bản trước, tuy nó không được ốp thêm cái phần bên ngoài này nhưng mà rất là chắc chắn các bạn, bằng nhựa nhưng mà nhựa chống chày, không có chày.
Tay nắm cửa cũng được sơn màu đen, chiếu quay chắc vẫn vậy. Nhưng mà ở phần đuôi xe có một chút sự khác biệt. Đó là cái thân thể thao này được chuyển từ màu ghi xám sang màu đen toàn bộ. Và vài cái điểm nhấn màu kem. Và cái màu kem này không phải sơn mà là dán lên các bạn. Chứ 4x4 vẫn vậy. Phanh sẽ là phanh đĩa cho phía trước và phanh tang chống cho phần bánh đằng sau. Đặc trưng của dòng bán tải luôn là như vậy. Ở trên trên nóc cũng có cái thân thể thao lắp sẵn. Cái thân gọi là cái thân giá nóc, cái thân ray nóc để chúng ta có thể là cột đồ hay là gắn thêm những ga mui ở phía bên trên. Và được sơn màu đen nhám nha các bạn. Không phải đen bóng mà là đen nhám. Tiếp theo là phần đuôi xe. Đuôi xe thì đèn vẫn y chang vậy. Vẫn là cái kiểu đèn halogen 3 tầng. Thì cái đèn này cũng cảm thấy nó hơi đơn điệu, nó hơi kiểu như là nó hơi không được tạo ra được cái sự gọi là cái sự luxury trên một cái chiếc xe bán tải là full option như vậy. Thì cái đèn này với một cái chi phí các bạn bỏ ra chỉ khoảng thêm 10 triệu nữa thôi, thì bên mình có đổi cho các bạn cái option là đèn full LED cực kỳ đẹp, full LED kiểu như Audi các bạn, thêm 10 triệu nữa thôi, thay bằng toàn bộ halogen bằng full LED, nó nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều các bạn. Còn cái phần còn lại thì hình như là không có bất cứ quá nhiều sự thay đổi ngoài những cái chi tiết màu, thay đổi màu sơn thôi. Những cái dòng chữ này, những cái chi tiết này nè, được sơn lại màu đen. Hồi trước nó là màu ghi xám, nhưng mà bây giờ được sơn màu đen, cái đó là không quá quan trọng. Còn lại vẫn giữ nguyên tổng thể, không có bất cứ sự thay đổi nào. Phần cốp này thì vẫn có cái trợ lực cho nên là hạ xuống nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nếu mà các bạn thêm khoảng 1 triệu mấy nữa thôi, mình gắn thêm cái ti thì hạ xuống cực kỳ êm và nhẹ nhàng luôn. Vẫn có 4 cảm biến cho phần đằng sau. Camera lùi. Đó là những cái option không thể thiếu trên một chiếc xe Ford rồi. Ford, cái tiêu chí an toàn luôn được quan tâm hàng đầu. Ở trong cái thùng này thì có sẵn luôn cho các bạn là lót thùng. Có sẵn luôn là lót thùng, không phải gắn thêm cái trang bị lót thùng. Ở ngoài kia chúng ta sẽ có một cái cổng điện để ví dụ như gắn tủ lạnh hay là gắn những thiết bị điện. Ở phần cốp này thì có điện mà xài. Ở dưới cái nắp capo này là một động cơ dầu dung tích là 2.0. Tuy chỉ 2.0 thôi nhưng mà sử dụng công nghệ là biturbo, hai turbo nối tiếp nhau, dẫn tới là chiếc xe này nó sản sinh công suất lên đến 213 mã lực và 500 Nm lực kéo. Thì con số này nó quá khủng khiếp cho một chiếc xe bán tải tuy nhỏ thôi các bạn, kích thước cũng vừa phải. Nếu mà so với dòng bán tải thì kích thước của chiếc xe này cũng không có là gì so với những cái dòng như là khủng long như F150 cả hay là Raptor cả. Nhưng mà cái động cơ của nó quá dư dùng ở đường Việt Nam và cái sức mạnh động cơ này bất chấp mọi thể loại địa hình và bất chấp mọi khả năng chịu tải các bạn. Nó quá mạnh đi. Kèm với đó là hộp số tự động 10 cấp. Cái sự phân bổ tỷ số truyền được nhuyễn hơn và cái lực kéo được tạo ra số 1 nhiều hơn so với là phiên bản trước đây. Và chiếc xe này có khả năng lội nước lên đến 800mm. 800mm nó khoảng đến cái dưới này, cái logo này nè các bạn. Nếu mà ở đường Sài Gòn mà vào mùa mưa ngập nước thì là bao luôn, bao ở Sài Gòn mình luôn. Đừng có ra sông ra biển thôi, chứ ngập nước ở đường bình thường bao hết. Bước vô bên trong nội thất thì cái vị trí trên chiếc xe bán tải, vị trí thích nhất luôn là cái vị trí này, chứ không ai muốn ngồi đằng sau một chiếc bán tải các bạn. Bởi vì cái hàng ghế đằng sau của một chiếc bán tải thì nó không thoải mái như là những chiếc sedan hay là SUV. Nhưng mà ngồi ở vị trí này thì các bạn hội tụ đủ về cái cảm giác lái. Trên chiếc xe này có công, trên chiếc Ford Everest full option có công nghệ gì thì chiếc bán tải này có đầy đủ công nghệ đó các bạn. Nó không thua kém gì so với lại chiếc Everest full option. Cái gì Everest có, cái này có. Thì Cường sẽ điểm nhanh các bạn. Đầu tiên là hệ thống giữ làn đường và cảnh báo lật làn, hỗ trợ đánh lái lật làn luôn. Khi mà chạy cao tốc giữ làn trên 65 km/h, xe chẳng may có lật làn thì nó sẽ báo động và nó tự động nó trả lại một phần thôi nha, nó hỗ trợ nha chứ không phải là đánh lái tự động nha các bạn. Rồi tiếp đến là phanh khẩn cấp nè, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp. Thứ hai là Adaptive Cruise Control, giữ khoảng cách với lại xe phía trước. Thứ ba là hệ thống hỗ trợ đổ xe chủ động, hỗ trợ đổ xe chủ động nha các bạn. Thứ tư là hệ thống hỗ trợ đổ đèo. Thứ năm là khoảng recycle sau. Thứ sáu là ba cấp lái, một cầu nhanh, hai cầu nhanh và hai cầu chậm. Đó là những cái công nghệ trên chiếc xe này. Ngoài ra về giải trí thì chúng ta sẽ có là một màn hình giải trí 8 inch kết hợp với lại hệ thống ra lệnh bằng giọng nói SYN 3.4 và CD của chúng ta là CD một đĩa, không có DVD nha các bạn.
trên tất cả các dòng xe Ford do quy chuẩn an toàn của máy không được xem video trên màn hình khi lái xe, cho nên toàn bộ xe Ford không được xem màn hình, không có DVD trên cái phương tiện giải trí này, cũng không được coi YouTube hay là Apple CarPlay ở đây luôn. Còn lại thì về chất liệu, về cái sự phối màu thì toàn bộ đều là bọc da các bạn, toàn bộ bọc da hết, từ cấp tappy cửa cho đến cái phần tappy trên này đều được bọc da hết. Gương chiếu hậu chống chói tự động luôn, phần trần là bằng nỉ thôi, và có những cái đường may tương phản. Đây các bạn có thể thấy những cái đường may chỉ tương phản màu kem, đặc trưng cho phiên bản cao cấp nhất, phiên bản quai chắc. Và những cái phần trên này được sơn bóng, có chữ quai chắc nhìn rất là đẹp luôn. Nếu mà về phần nội thất á, thì cái phần nội thất của chiếc quai chắc này thậm chí nó còn nhìn hơn rằng những cái dòng bán tải khác các bạn. Bởi vì cái sự phối của nó làm cho Cường một cái cảm giác chiếc xe này rất là nồi đồng củi đá. Tuy nó tinh tế, nó sang trọng, nhưng mà nó vẫn có gì nó lì lợm bởi những cái chi tiết nó toát lên cái sự cứng cáp này. Cần số to này, rất lớn luôn, không nhỏ như những chiếc xe khác. Một cái màn hình ở đây nó làm cái phần trung tâm ở đây rất là liền lạc và liền khối, cực kỳ đẹp. Điều hòa hai vùng độc lập luôn nè, có sấy kính trước sau luôn nè, rất đầy đủ các bạn, không thiếu cái gì. Có hai cổng USB ở đây, khởi động bằng Start Stop Engine. À, nãy mình quên chia sẻ các bạn về cái phần tay nắm cửa ở ngoài, nó có cái nút thì chúng ta là bỏ chìa khóa trong túi thôi, không cần phải bấm nút. Chìa khóa thông minh tự động lại gần xe là nó bỏ tay vô cái phần tay nắm cửa là nó tự động nó bung cửa ra, rất là hay luôn, không cần phải bấm nút. Ra khỏi xe chỉ cần chạm nhẹ nó tự động nó khóa cửa luôn. Gương chiếu hậu là chỉnh tay chỉnh điện toàn bộ nha bạn, tất cả đều bằng điện hết, rất là cao cấp trên một chiếc xe bán tải. Rồi cứ mời các bạn ra hàng ghế thứ hai để khám phá một tí về cái hàng ghế thứ hai đi. À, bây giờ mình sẽ ví dụ như mình đang ngồi ở đây. Ngồi ở đây thì mình chỉnh như vậy là vừa là cái thể trạng của mình này nè, tay không quá với nè, chân thì vẫn còn dư một khoảng rất là thoải mái để chúng ta có thể luân chuyển cái chân này, chân phanh, chân thắng cho nó thuận tiện. Còn cái ghế bên này thì Cường cũng chỉnh là tương đương như là bên Cường luôn đi. Lên tiện. Ok, đó, như vậy là hai ghế này đang song song với nhau. Rồi, cùng mời các bạn qua hàng ghế thứ hai. Ở hàng ghế thứ hai thì trên một chiếc bán tải thì điểm cái nhược duy nhất đó, nó là ha, có hai cái nhược điểm các bạn. Thứ nhất là cái độ ngả lưng ghế. Cái này thì nó kiểu như là nó hơi đứng một xíu thì mình ngồi có vẻ hơi đau lưng, và đi xa thì nó kiểu như nó hơi không được thoải mái cho lắm. Còn về độ về rộng á thì ví dụ Cường ngồi đây thì vẫn còn khoảng 20 phân so với lại cái ghế đằng trước. Thì ghế đằng trước Cường chỉnh phù hợp với Cường là 1m7, đằng sau thì Cường ngồi 1m7 luôn, vẫn còn rất là rộng. Thì cái option mà cơ bản trên chiếc quay chắc này á, Ranger nói chung luôn đi, đó là ghế chỉnh điện hàng ghế thứ hai. Với một cái chi phí chưa tới 10 triệu đồng, các bạn đã có thể chỉnh điện cho hàng ghế thứ hai, chỉnh lên xuống này, cái độ ghế lên ngả ra này, thì ngồi trên chiếc bán tải này không khác gì so với lại chiếc Everest. Nhưng mà vẫn còn một cái nhược nữa, đó là hệ thống treo phía sau. Ngồi ở phía trước á, thì là dính cái treo phía trước cho nên là nó không quá là nó tưng, nhưng mà ngồi đằng sau thì nó gần cái treo phía sau hơn. Mà treo phía sau lại sử dụng là lá nhíp để chở hàng, mà các bạn chịu tải nặng nó có thể tải lên đến 950 kg, thì cái nhíp đằng sau nó hơi cứng, thì nếu mà ngồi ở đây thì mình có vẻ là hơi tưng và sóc này. Ví dụ mình đi full tải 5 người, đằng sau mình chở khoảng 500 kg nữa, ví dụ như chở hai chiếc mô tô phân khối lớn đi, thì chiếc xe này đi rất là đầm và ok, nó tạo cho mình một cảm giác rắn chắc liền lạc nguyên khối khi mà đi di chuyển tốc độ cao trên đường cao tốc. Nhưng mà nếu mà chỉ đi 5 người bình thường thôi thì đằng sau không chở tải, mà đằng sau chỉ để những hành lý bình thường vài chục ký, thì ngồi ở đây thì nó hơi tưng. Thì Cường giới thiệu các bạn về một cái giải pháp, đó là thay hệ thống treo phía sau. Thì treo phía sau á, nếu mà các bạn thay mềm quá thì nó lại không có khả năng tải tốt, mà thay cứng quá thì lại tải tốt nhưng mà chở người không tốt. Thì có một cái loại phục nó có tới 12 cấp độ chỉnh, tức là nếu mà các bạn chỉnh mà đi tải nhiều thì các bạn chỉnh cho nó cứng, các bạn đi đường bình thường, đi chở người bình thường, các bạn chỉnh cho nó mềm. Cái loại phục nó rất là hay. Thì cái chi phí nó đâu đó khoảng hơn 1.000 đô thôi, thì các bạn đã có thể thay được một cái phục xịn sò cho phần đằng sau luôn, rất êm ái và nhẹ nhàng. Thì nếu các bạn mua Ranger mà các bạn cần thì Cường sẽ tư vấn cho bạn về cái loại phục đó. Còn về tiện ích đằng sau thì có một cổng điện 3 chấu 230V 150W, một cái tàu 12V ở đây, còn lại không có gì.
đèn vẫn có đèn cho phần phía sau. Tay nắm cửa, cửa gió điều hòa thì chỉ có đằng trước là không có đằng sau, nhưng mà dàn lặn của Ford thì mát rất là sâu, cho nên về cái phần gọi là nóng lực thì gần như là không có những chiếc xe này. Khi nhắc đến các dòng xe Ford nói chung và dòng Wildcat nói riêng thì chúng ta không thể không nhắc tới công nghệ và an toàn những chiếc xe này. Thì những cái danh sách công nghệ và an toàn trên chiếc xe này Cường sẽ liệt kê ở trên màn hình cho các bạn cùng lướt qua một lần về công nghệ và những cái an toàn trên chiếc xe này. Và một điều mà cái công nghệ an toàn mà các bạn không thể nhìn thấy trên chiếc xe này mà chỉ khi xảy ra những cái tình trạng ví dụ như là va chạm thì các bạn mới cảm nhận được cái sự cứng của nó, bởi cái khung gầm của chiếc xe này làm bằng thép boron. Thép boron là một cái loại thép siêu cứng, nó cứng hơn thép bình thường tới 1,75 lần các bạn. Có những cái hình ảnh mà Cường thấy trên mạng, ví dụ như chiếc xe này có một cái tai nạn mà mình gần đây nhất mình thấy, đó là bị một cái xe tải lớn hơn mấy chục tấn đó, nó đè vô một góc của cái cạnh chữ A của chiếc xe này, mà cái cạnh chữ A này tuy đã bóp xuống rồi nhưng mà người ở bên trong vẫn rất là an toàn. Thì giả sử như với một chiếc xe khác mà không được làm bằng cái loại thép này, hay là Ranger mà không được làm bằng cái loại thép này, thì Cường nghĩ với cái lực mà lớn của một chiếc xe tải vài chục tấn như vậy đè lên, thì Cường nghĩ trong cái trường hợp đó chiếc xe này có thể bẹp dím, mà chiếc xe trong cái trường hợp đó nó vẫn đảm bảo được an toàn. Thì với những cái giá trị đó, tuy có thể các bạn không thể cảm nhận được, nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó, ở một cái trường hợp nhất định nào đó, các bạn thấy nó đáng giá đồng tiền các bạn. Không phải tự nhiên mà một chiếc bán tải mà gần 1 tỷ đâu các bạn, chi phí lăn bánh còn lại gần 1 tỷ. Rồi, như vậy là Cường đã chia sẻ xong cho các bạn về chiếc xe Ford Ranger Wildcat phiên bản 2 cầu full option mới nhất 2021 các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường. Và quan trọng hơn, nếu các bạn có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Còn nếu các bạn bận, các bạn hãy nhắn tin cho Cường, để lại cho Cường tên của các bạn, nơi các bạn, tỉnh các bạn đang sinh sống rồi. Và dòng xe các bạn đang quan tâm thì Cường biết được các bạn đang sinh sống ở khu vực nào, thì Cường sẽ báo giá chính xác lăn bánh ở tỉnh đó luôn. Bởi vì chi phí lăn bánh ở tỉnh và thành phố nó sẽ khác nhau, cho nên biết được chính xác thông tin, Cường sẽ báo giá sát nhất có thể cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nhé bạn. Bye bye.